Dạ, Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nga Võ để theo dõi những tin tức thời sự cũng như những tin tức về nhà cửa, việc làm và những cái lợi ích tại Mỹ. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin như sau. Dạ, sau khi mà Nga chia sẻ cái video về cái chủ đề gửi tiền về Việt Nam hoặc là quà tặng 15.000 đô la một năm cho năm 2021, Nga nhận được khá nhiều cái câu hỏi của quý vị và hầu hết là Nga đã trả lời rồi. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Nga cần thấy là rằng là cần để mà chia sẻ thêm những cái thông tin để mà quý vị có thêm cái phần tham khảo rõ ràng hơn. Cái video đầu tiên Nga gọi là tập 1 và Nga làm cái video thứ nhì là tập 2 và cái video này là tập 3. Nếu như mà quý vị chưa có xem tập 1, tập 2 thì Nga kính mời quý vị xem cái hai cái tập 1, tập 2 đó và có sự liên kết tới cái tập 3 này. 15.000 đô la một năm mà nếu như mà vượt quá 15.000 đô la thì không nhất thiết là phải khai thuế. Và khai thuế trong trường hợp nào? Và nếu như khai thuế thì bao nhiêu phần trăm là phải trả thuế, tiền thuế? Khai báo tất nhiên là mình báo cho IRS biết chứ không nhất thiết là phải là mình trả tiền thuế. Và trong đó đó là có cái phần tính toán phần trăm đó quý vị, là nếu như mà cái việc á mà trả thuế nó xảy ra đó thì nó hơi khó hiểu một chút. Dạ, trong cái phần này, miễn trừ trọn đời là mức miễn suốt đời là 11,7 triệu đô la cho năm tính thuế năm 2021 và tăng lên 12,6 triệu đô la vào năm 2022. Cái điều này nó liên quan trực tiếp tới cái số tiền 15.000 đô la năm 2021 và 16.000 đô la năm 2022. Nó liên quan tới cái việc là quý vị cần phải trả thuế hay không và khi nào trả thuế. Thì trong cái này nó liên quan mật thiết với nhau. Nga xin phép Nga chia sẻ là cái phần này, cái phần sau của cái video. Bây giờ Nga chia sẻ đến quý vị những cái con số mà nó hơi khó hiểu một chút. Dạ, trên cái màn hình là cái bảng tính thuế quà tặng trên cái trang của IRS. Nga lấy xuống mà nó bằng tiếng Anh nhưng mà Nga làm ra cái bằng tiếng Việt. Ba cột, cột E, cột B, cột C. Cột E là cái số tiền mà nó vượt quá so với cái mức 15.000 đô la. Cột B là cái số tiền phải trả so với cái số tiền của cái cột E này. Cột C là cái phần trăm phải trả thuế. Nhưng mà Nga cũng xin thưa rằng đây là đưa ra nhưng mà chưa chắc là quý vị là phải trả thuế, quý vị không có lo ha. Nhưng mà quý vị cũng có hỏi là trả thuế bao nhiêu rồi đó. Dạ, thì Nga chia sẻ chứ quý vị chưa có chắc là quý vị là trả thuế đâu, cho nên quý vị không có lo lắng điều đó. Trong cái phần này, ví dụ như 10% á, Nga xin lỗi, 10.000 á, là trong đó là có là trả thuế là 1.800 đô la, 20.000, trả 3.800 đô la, 40.000, trả 8.200 đô la, hoặc là 1 triệu thì trả 345.800 đô la. Tất nhiên là cái tỷ lệ thuế nó phải trả là từ 18% cho tới 40%. Đó là quý vị cứ hiểu nôm na vậy cho nó dễ thôi ha. Còn dưới đây hơi rắc rối một chút, nghĩ cái này rất là khó hiểu nhưng mà Nga chỉ giải thích rồi, quý vị cứ dùng cái bảng này là được rồi. Dạ, cứ dùng cái bảng đó được rồi. Cái phần này ví dụ như 20.000 đô la là phải trả thuế là 3.800 đô la. Tại vì sao? Trong đó là cái 10.000 đô la đầu tiên của cái 20.000 này là trả là 18%. Tất nhiên là trả là 1.800 đô la. 10.000 đô la tiếp theo của cái 20.000 đô la này là 20%. Như vậy là trả thuế tiếp theo là 2.000. Vậy là cộng lại là 3.800 đô la. Nếu như mà cái số tiền nó vượt quá cái mức quy định. Dạ. Những cái cách tính này đó quý vị, nó hơi khô khan và nó hơi khó hiểu. Và tất nhiên là nó thiên về là accounting đó, thiên về là kế toán đó. Dạ, cho nên mà quý vị nó ô rắc rối quá không muốn hiểu thì quý vị sẽ là sử dụng cái bảng này, cứ thấy cái số tiền này và cho cái số tiền là phải trả thôi. Dạ, nhưng mà một lần nữa là quý vị cũng không có lo cái vấn đề trả thuế. Dạ. Và một điều tiếp theo đó là nếu như mà vượt quá 15.000 đô la trong năm 2021 ha, 16.000 đô la trong 2022, tại vì là cho nhiều hoặc là tặng nhiều quá, cho nên là cần phải cái điền cái form 709 này.
quý vị khai báo như quý vị chứ chưa chắc là trả thuế, không nhất thiết là quý vị trả thuế đâu. Dạ. Và quý vị cần nộp ở đâu? Đây là cái địa chỉ ở bên Missouri đấy quý vị. Dạ, đây là cái địa chỉ, quý vị có thể là điền cái form và quý vị gửi đi cái địa chỉ này ha. Dạ, cái form 3520 khai báo cho IRS khi nào? Quý vị nào nhận được một số tiền quà tặng lớn từ bên ngoài mà người đó đó, từ bên ngoài nước Mỹ mà người đó là không phải là quốc tịch Mỹ, và cái số tiền vượt quá 100.000 đô la, thì lúc đó là quý vị cần là khai báo cho IRS. Quý vị chỉ việc điền cái đơn, cái form 3520 và gửi cho cái địa chỉ này ở tiểu bang Utah. Dạ, Nga xin thưa về cái việc là 15.000 đô la trong một năm. Sau khi mà quý vị cho quà tặng gửi về Việt Nam hoặc là gửi con cháu ở Mỹ vượt quá cái 15.000 đô la đó, quý vị điền cái form là 709 để mà báo cáo cho IRS. Điều đó không có nghĩa rằng là quý vị phải là trả tiền thuế. Tại vì sao? Tại vì là giống như là Nga chia sẻ cho làm trong cái màn hình hồi nãy, trong đó là quý vị có năm 2021, quý vị có cái khoản tiền mà IRS cho phép suốt đời, đó là miễn trừ thuế, đó là 11,7 triệu đô la. Nếu như mà quý vị cho quà tặng đạt được cái số tiền 11,7 triệu đô la cho năm 2021, thì lúc đó đó quý vị mới bắt đầu đóng thuế. Có nghĩa rằng là nếu như năm 2021 này quý vị, người ta mỗi năm người ta cho phép quý vị là 15.000 mà quý vị là cho lên là 16.000, thì lúc đó quý vị vẫn là phải báo cho IRS biết là quý vị đã là cho quà tặng 16.000 đô la, nhưng mà không có nghĩa rằng là quý vị phải đóng thuế cho cái 1.000 đô la đó. Tại vì sao? Tại vì giống như Nga vừa chia sẻ đó, là người ta cho phép quý vị miễn trừ suốt đời là 11,7 triệu đô la trong năm 2021. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị chưa có xài hết cái đó, cho nên là IRS chưa có là bảo quý vị là trả thuế. Đó. Và năm 2022 tới đây là người ta tăng lên cái mức là miễn trừ suốt đời đó là 12,06 triệu đô la. Đó. Và Nga xin chia sẻ một cái ví dụ là cho để mà dễ hiểu nhất. Ví dụ như là quý vị có trong một năm, năm 2021 đi, quý vị có 120 đô la. Và sau khi mà quý vị, nếu như mà quý vị xài hết 120 đô la đó, thì bắt đầu quý vị mới đóng thuế. Điều đó có nghĩa rằng mỗi tháng quý vị có 10 đô la. Và tháng 1 quý vị có 10 đô la, quý vị xài hết 10 đô la, quý vị không phải là đóng thuế, quý vị trong cái vòng an toàn. Và tháng 2 quý vị xài 20 đô la. Tất nhiên là mỗi tháng quý vị là có cái ngân sách là 10 đô la, nhưng mà tháng thứ 2 quý vị xài là 20 đô la. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị phải báo cáo cho IRS rằng là quý vị đã xài hết là 20 đô la trong cái tháng thứ 2. Nhưng mà quý vị có cần đóng thuế không? Dạ không, tại vì quý vị vẫn còn là từ tháng 3 cho tới tháng 12 cái số tiền đó còn lại. Cho nên khi nào quý vị xài hết cái 120 đô la, là qua khỏi cái 120 đô la đó, thì quý vị mới bắt đầu là đóng thuế. Giống như là tương tự trong cái phần này, là giữa 15.000 đô la trong năm 2021 hoặc là 16.000 đô la trong 2022 so với 11,7 triệu đô la mà người ta cho phép quý vị, hoặc là 12,6 triệu đô la người ta cho phép quý vị là năm 2022. Nga hy vọng là cái phần này, là quý vị hiểu cái phần này, nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà quý vị giờ làm chịu khó với Nga một chút. Ban đầu Nga xem đó quý vị, và Nga thấy cũng là hơi rắc rối, nhưng mà Nga sẽ cố gắng hết sức để mà Nga diễn đạt, để mà quý vị có thể là nắm bắt được cái phần này á. Dạ, và Nga cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, có một điều nữa Nga xin chia sẻ, đó là một cặp vợ chồng khai thuế chung, nếu như mà có quà tặng được cho phép, đó là
30.000 đô la trong năm 2021 này và 32.000 đô la trong 2022 sắp tới. Mỗi người 15.000 đô la hoặc là 16.000 đô la cho năm 2022. Nhưng mà nếu như quý vị hai người đã xài hết là vượt khỏi 30.000 đô la hoặc là 32.000 đô la thì quý vị cần phải điền cái form 709, nhưng mà quý vị không có điền chung mà mỗi người điền riêng cái form 709. Đó là trên cái trang của iOS người ta quy định như vậy. Dạ, Nga kính thưa quý vị, Nga xin phép vài giây. Hiện tại Nga được 19.900 người đăng ký, Nga còn 100 người nữa là được 20.000 người đăng ký. Nga kính mong quý vị giúp Nga leo lên được 20.000 người đăng ký. Nga xin chân thành cảm ơn. Dạ, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nếu như mà quý vị thấy cái video hữu ích, Nga kính mời quý vị nhấn nút share để mà cho những người bạn bè hoặc là gia đình hoặc là cộng đồng mình có thêm những cái thông tin để tham khảo. Và đừng quên nhấn nút theo dõi để mà theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui.